đó là mới, đó là AC trong điều trị bệnh lý phụ khoa. Ban tổ chức kính mời quý đơn vị tham gia với phần báo cáo của bác sĩ chuyên khoa Phạm Hồ Thi Ái, phó trưởng khoa khám phụ khoa bệnh viện Từ Dũ. Và ban tổ chức cũng xin trân trọng và giới thiệu chủ tọa buổi tập huấn hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ. Về phía phòng chị Đậu Tiến, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng phòng chị Đậu Tiến. Để mở đầu buổi tập huấn hôm nay, xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hồ Thi Ái bắt đầu với bài báo cáo laser trong điều trị bệnh lý phụ khoa. Xin trân trọng kính mời. Kính chào quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp cùng tất cả các bạn ở các đầu cầu đang trực tiếp xem buổi tin ngày hôm nay với chủ đề là laser trong điều trị bệnh lý âm hộ âm đạo của tử cung. Thì như các quý anh chị được biết thì laser là một trong cái những lĩnh vực rất rất là lớn ở trong không chỉ không chỉ ở trong lĩnh vực mà y học mà còn trong cái lĩnh vực khác trong đời sống của chúng ta, thì laser được ứng dụng rất là nhiều, từ những cái ánh đèn lấp lánh của sân khấu cho đến tất cả trong lĩnh vực công nghiệp, cắt hay là đốt hay là làm những cái trong cái công nghiệp thì chúng ta cũng đã ứng dụng laser. Thậm chí trong quân sự thì laser cũng là một trong những cái công cụ rất là hữu hiệu. Thì ngày hôm nay liệu rằng trong lĩnh vực y học chúng ta ứng dụng được laser để làm gì và mức độ của nó tới đâu, thì trong thời lượng ít ỏi của ngày hôm nay và trong chỉ trong lĩnh vực phụ khoa thì Ái chỉ tự trung lại laser để ứng dụng trong những cái điều trị bệnh lý tại âm hộ âm đạo của tử cung thôi, để chúng ta có được một cái góc nhìn cụ thể trong từng loại bệnh ở những cái vùng âm hộ âm đạo và cổ tử cung chúng ta làm được những gì. Không phải là trong phụ khoa chỉ có bao nhiêu đây thôi, các ứng dụng khác ở trong mổ dao, cái con dao chúng ta có thể làm là một con dao laser để cắt, thậm chí là quang đông tức là làm cầm máu cho bệnh nhân cũng rất là tốt, không chỉ ở trong phụ khoa thôi mà trong toàn cái lĩnh vực trong y học đã được ứng dụng rất nhiều. Xin lỗi cái slide ấy chuyển chưa được. Nói thì nói đây. Rồi chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Thì laser được viết tắt bởi từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Thì nó là một cái nguồn sáng nhân tạo. Nó được hấp thu nhờ sự khuếch đại ánh sáng bằng cái bức xạ phát ra do sự kích hoạt cao độ của các phân tử trong môi trường vật chất tương ứng. Đọc thì chúng ta nghe, dịch ra từ tiếng Anh thì chúng ta nghe nó dễ thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì rất là nhiều năm rồi chúng ta là bác sĩ làm lâm sàng. Cho nên cái mà chúng ta muốn được biết được về cái cơ chế vật lý của nó như thế nào để tạo ra được cái tia laser thì quả nhiên là một cái sự khó khăn cho các bác sĩ lâm sàng của chúng ta. Đặc biệt là với bác sĩ làm nhiều năm. Đối với Ái khi mà viết cái bài này thì ứng dụng thì biết, làm thì được. Nhưng mà đến khi tìm hiểu lại cái cơ chế thì cũng rất là cũng cũng khá là phải khó khăn và mất thời gian, cho nên ai cố gắng truyền tải một cách dễ hiểu, đơn giản nhất và có cái ứng dụng lâm sàng nhất để các anh chị đừng có vật vã từ cái tia này sang chất khác, cái phân tử nọ, thì làm cho chúng cái bài thuyết trình của ngày hôm nay chúng ta sẽ nó dễ dàng để mà mình tiếp nhận hơn, tiếp thu hơn. Muốn biết trước khi chúng ta muốn biết điều gì thì trở lại cái sự bắt nguồn nó từ đâu. Và sự ra đời của tia laser thì bắt nguồn từ cái thuyết lượng tử do nhà bác học Einstein phát minh ra năm 2016. Và đến năm 1954 thì các nhà bác học Anh hay Mỹ đã đồng thời chế tạo ra máy phát tia laser và ứng dụng vào thực tế. Đây là chân dung của nhà khoa học, người mà đã gần như có thể gọi là khai sinh ra cái thuyết lượng tử, mà thuyết này về sau nó đã bắt nguồn cho tất cả những cái ứng dụng cách vượt bậc của tia laser. Thì cơ chế để cấu tạo một tia laser, các anh chị đọc có thể thấy electron rồi tiếp nhận năng lượng, đơn sắc truyền tải vân vân. Thì đây thì ai cũng cố gắng viết những cái lý thuyết rất là ngắn gọn, nhưng mà để hiểu thì quả thật là cũng 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 không 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 phải đơn giản. Cho nên ai chỉ nói nôm na, khi mà muốn tạo ra tia laser thì ở trong một cái mức năng lượng của cơ thể chúng ta hoặc là trong những cái vật chất xung quanh chúng ta, thì nó sẽ muốn tạo ra một nguồn năng lượng thì phải có sự chuyển bật năng lượng. Một mức năng lượng cao
tới một mức từ một mức năng lượng thấp lên một mức năng lượng cao, thì cái khoảng dư ra giữa hai bậc năng lượng đó nó sẽ phát sinh ra một cái chùm tia. Thì cái chùm tia phát sinh ra dư để phát sinh ra đó thì nó sẽ tạo nên một cái mức năng lượng. Thì nhiều các mức năng lượng được tạo ra do sự chênh lệch giữa hai bậc năng lượng này gom góp lại sẽ tạo thành tia laser. Và cái mức độ mạnh hay yếu tùy thuộc theo số lượng năng lượng mà chúng ta thu góp được sau khi chuyển bậc năng lượng đó. Từ những cái mức năng lượng được giải phóng ra chỉ trên là cái mức năng lượng đó, thì theo thời gian mà chúng ta gọi là muốn chuyển bậc như vậy thì phải có một sự kích thích. Mà kích thích đó trong cái vấn đề vật lý người ta gọi là sự cưỡng bức, phát xạ cưỡng bức. Thì nôm na là chúng ta cưỡng bức nhiều lần, thì khi cưỡng bức nhiều lần như vậy thì nó sẽ phát sinh ra cái nguồn năng lượng. Mỗi lần cưỡng bức như vậy nó mới tăng lên, chứ không thì ngẫu nhiên ở trong cái xung quanh chúng ta, những cái vật chất hay những cái môi trường xung quanh chúng ta không thể ngẫu nhiên phát ra một cái mức năng lượng từ thấp đến cao được, mà phải có một cái sự cưỡng bức để chuyển mức năng lượng. Thì chính cái sự cưỡng bức này qua nhiều lần nó sẽ phát ra cái tần số photon ngày một tăng lên, và sự khuếch đại này sự khuếch đại cưỡng bức này mới đưa ra được cái sự khuếch đại ánh sáng, và từ đó sẽ chuyển thành cái tia laser như mà chúng ta được thấy những ứng dụng của nó. Thì đây các anh chị, quý anh chị nhìn trên cái hình, anh chị sẽ thấy đây là cái nhân ở giữa. Sau đó chúng ta có những cái phát xạ cưỡng bức quay quanh như thế này, thì bậc năng lượng nó sẽ chuyển dần từ mức này, mức thấp lên mức cao, và từ khi mức thấp lên mức cao như vậy, số năng lượng dư thừa ra nó sẽ tạo ra những cái chùm tia, và các chùm tia này tích tụ ngày càng nhiều, và số lượng nhiều hay không nó sẽ quyết định đến chất mạnh yếu của tia laser chúng ta phát ra, và cái số lượng lần cưỡng bức cũng như số lần phát ra tia mạnh yếu chúng ta sẽ điều chỉnh được. Thì chúng ta được biết là cái sự khuếch đại ánh sáng bằng tia laser đã được khám phá đầu tiên bằng thuyết lượng tử của Einstein. Nhưng mãi đến năm 1964, từ nhà khoa học Kumar đã phát sinh ra cái tia laser CO2. Tại sao ái nhấn mạnh cái tia laser CO2? Bởi vì trong cái lĩnh vực điều trị ở cổ tử cung thì cái laser CO2 thì được ứng dụng rất là nhiều, thậm chí gọi là chủ yếu. Nhưng còn rất nhiều cái tia laser khác nữa, một chút xíu trong cái phần phân loại ấy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần phân loại các loại tia laser, nhưng riêng tia laser CO2 thì là được ứng dụng nhiều nhất trong cái bài trình ngày hôm nay. Thì lúc đầu cái việc dùng laser CO2 trong những cái điều trị dị sản của tử cung á thì rất ít thành công, vì không thể xác định được độ sâu thích hợp để ngừa tái phát. Nhưng mà đến năm 1978 thì ông Edison và Halley đã tìm được cái cơ chế để điều chỉnh cái độ sâu của tổn thương. Nôm na là khi mà chúng ta mới phát sinh ra thì chúng ta cũng chỉ biết là bắn cái tia laser để hủy đi cái mô thôi. Nhưng mà không biết thì cái tia laser đó chiếu vô cái mô thì độ sâu bao nhiêu thì nó có thể hủy mô theo cái ý của chúng ta. Bởi vì như các anh chị biết là đối với dị sản cổ tử cung á thì nó có độ 1, độ 2, độ 3. Thì mỗi cái độ như vậy á nó sẽ có, hoặc là những cái sang thương ở cọng bi lâm sùi hay những cái sang thương ven, thì nó đều, mỗi cái sang thương nó đều có cái độ sâu, độ dày khác nhau mà chúng ta biết được trên cái mẫu sinh thiết. Thì chúng ta sẽ cân đong đo đếm, thì đối với từng sang thương một chúng ta sẽ có cái chỉnh cái độ sâu của cái tia đó bắn đi, tức là phá hủy sâu bao nhiêu thì là hợp lý cho từng loại sang thương. Thì ban đầu thì chưa được, nhưng mà đến năm 78 Thì các nhà khoa học Edison và Halley đã tìm được cái cơ chế để điều chỉnh cái độ sâu của tia laser. Có nghĩa là chúng ta mặc định 1mm là 1mm, 2mm là nó cũng chỉ phá hủy sâu 2mm thôi, không hơn. Và mặc định 3mm là cái tia đó bắn ra sâu 3mm, không hơn. Đó. Và thật ra không phải nói tia laser vậy là nó yếu hay 1-2mm nó yếu hay sao, mà là có những cái loại laser nó cực mạnh, mạnh đến độ mà chúng ta có thể bắn đi sắt, chúng ta có thể cưa được gỗ, chúng ta có thể khắc lên đá. Cho nên anh chị thấy rằng laser nó có những cái loại laser gọi là cực mạnh, nhưng riêng laser CO2 là ứng dụng trên mô là phù hợp nhất.
và cái kỹ thuật laser đã được cải thiện bởi Dorley năm 1979, và đến năm 1985 thì gần như nó là một cái sự điều trị rất là hiệu quả, rất là hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực cổ tử cung. Thì cho đến ngày nay, ngoài cái lĩnh vực, hầu hết tất cả các lĩnh vực trong y học, chúng ta đều có thể ứng dụng cái tia laser. Đối với trong y tế thì sẽ có hai nhóm chính: nhóm công suất thấp và nhóm công suất cao. Nôm na là laser điều trị và laser phẫu thuật. Laser điều trị, các anh chị sẽ thấy có những cái điều trị ứng dụng ở trong cái thẩm mỹ anh chị rất là nhiều. Đúng đi ra hôm nay thì bài trình của bác sĩ Khải sẽ có cái ứng dụng điều trị thâm thẩm mỹ nữa, nhưng mà do cái thời lượng có hạn định và muốn là vì Từ Vũ muốn rằng sẽ tập trung vào những cái thật là nói thật là sâu về những cái chủ đề cụ thể, cho nên bác sĩ Khải sẽ đến với quý anh chị về bài laser trong thẩm mỹ trong một cái buổi trình bày khác gần nhất. Và laser phẫu thuật với công suất cao như là laser CO2 hay laser Isaac, thì đến năm 1973 thì Isaac Kaplan đã sử dụng cái laser CO2 để điều trị tổn thương cổ tử cung rất là thành công. Đó. Vậy thì khi chúng ta hiểu được laser một cách nói chung là cũng cách sơ sơ rồi đó, thì chúng ta sẽ thắc mắc rằng cũng là một nguồn ánh sáng với nhau, thì cái ánh sáng trắng mà chúng ta đang ngồi ở trong phòng đây, khi mà chúng ta mở cái bóng đèn ánh sáng trắng ra thì nó có khác gì với ánh sáng laser? Thì các tia mà của tia laser mà phát ra đó thì nó chỉ là đơn sắc thôi, nó bị đơn sắc thôi và có độ tập trung rất là cao. Anh chị thấy cái tia mà chúng tôi hay sử dụng trong quá trình giảng dạy, chúng tôi hay chiếu lên cái màn chiếu mà có một cái đốm màu đỏ đó, thì các anh chị thấy là hay là nói là cho cái laser pointer để phát ra cái tia để mà mình chiếu lên, đó là tia laser. Và các anh chị hay nói là thôi đừng có chiếu vô mắt tôi nha. Đó, tại sao? Tại vì rất là sợ khi cái tia laser mà chúng ta bắn vào những cái mô nhạy cảm, những cái mô mà nó dễ tổn thương, thì nó sẽ làm phá hủy mô và nó bốc hơi, nó thành khí CO2. Cho nên những cái tia laser này nó không có tỏa ra rộng mà nó chỉ là đơn sắc và độ tập trung cao, nó định hướng rất là cao, độ rộng rất là nhỏ, khoảng chừng 0.01 nanomet và độ chói rất là lớn. Cho nên chúng ta sẽ cấm nhìn vào trong cái thẳng vào mắt chúng ta bởi tia laser. Đó. Thì kể một câu chuyện vui cho các quý anh chị thôi. Vì sao mà tia laser nó ứng dụng tốt như vậy? Mình nói là ưu điểm như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn thấy rằng là khi mà ứng dụng chúng ta rất là e dè, chúng ta rất là cẩn trọng khi chúng ta sử dụng tia laser vào ứng dụng trong thực tế. Bởi vì cái độ nguy hiểm, nếu chúng ta không thực sự cẩn thận thì cái độ nguy hiểm của tia laser cực cao. Cho nên các anh chị thấy rằng ai kể một cái câu chuyện của đời thường thôi, các anh chị hay xem những cái phim hành động và những cái vụ trộm đó, vụ trộm thế kỷ rồi đó, thì người ta hay vào những cái bảo tàng hoặc là những cái trung tâm mà trang sức quý giá đó, mà cái kẻ trộm họ muốn đến là họ trộm những cái trang sức đó. Thì thường những cái trang sức hay những cái tài sản quý trưng bày đó, ở mức độ trưng bày đó, thì người ta để ở chính giữa phòng, một cái phòng khác phòng lớn. Và những cái kẻ trộm nó muốn xâm nhập để mà vô để mà lấy á, thì sẽ phải vượt qua cái phòng đó đâu, phòng trưng bày, cho nên chúng ta sẽ hoàn toàn không thấy những cái vật cản cả. Nhưng mà các kẻ trộm họ cẩn thận lắm, họ chiếu lên thì các anh chị thấy như một cái mạng nhện, khi chiếu sáng vào chúng ta sẽ thấy những cái chùm tia chiếu đan xen với nhau, và họ phải cố gắng làm sao luồn lách giữa những cái chùm tia đó. Bởi vì sao? Bởi vì đâu bình thường ta thấy đâu cản trở gì đâu mà họ sợ như vậy. Bởi vì khi mà họ đụng phải những cái chùm tia đó mà chiếu qua người họ, thì nếu chúng ta mặc định cái độ xuyên thấu đó lớn, thì tia đó có thể cắt ngang người, cắt ngang cái vật mà đi qua nó. Nôm na như một con dao bằng tia mà mình đi ngang nó có thể đứt tay, đứt lìa các tứ chi, tay, chân, bụng, ngực, vân vân, những cái mô mềm, mô xương, thậm chí là đứt hết. Cho nên là tia laser nó có độ nguy hiểm và sát thương cao như vậy. Cho nên chúng ta khi sử dụng cái mức độ cẩn thận. Và cẩn thận như thế nào thì ai cũng sẽ hướng dẫn rất cụ thể ở đây, để cho các quý anh chị em khi mà nếu mà có điều kiện ứng dụng tia laser, mình cũng phải tuân thủ cái điều kiện gọi là an toàn. Thì khi phân loại laser thì có laser chất rắn thông dụng, thì có laser neodym và laser hồng ngọc hoặc là laser bán dẫn. Thì cái này các anh chị muốn đây, trước khi các anh chị đi vào cái từng cái loại laser thì ai hướng dẫn cái cấu tạo của một cái ống dẫn để phát ra một cái đường, cái cấu tạo của một cái đường dẫn ở trong cái máy laser để làm sao phát ra được tia laser. Thì nó có tổng cộng là 5 thành phần. Thành phần thứ nhất là cái môi trường hoạt chất, thành phần thứ hai là nguồn năng lượng, và thành phần thứ ba
là gương phản xạ toàn phần, và thành phần thứ tư là gương bán mạc, tức là hai cái gương ở hai đầu đây, và cái ở giữa là cái môi trường vật chất đó. Thì sau khi mà chúng cái tia đó nó vào trong cái môi trường vật chất này thì nó sẽ được kích hoạt, kích hoạt để mà nó cưỡng, bị cưỡng bức đó các anh chị, tức là vô ống này nó là cưỡng bức nhiều lần rồi khi sau đó thì phát ra được cái chùm tia laser. Thì cái môi trường vật chất này, tùy cái môi trường vật chất là gì thì cái laser được gọi tên là loại đó, và cái loại đó thì cái tia phát ra cũng sẽ tương ứng do cái loại môi trường vật chất ở bên trong. Đây, các anh chị thấy nếu bên trong môi trường vật chất là chất rắn, đó là neodym, thì sẽ cái nguồn mà phát ra được đó, thì nó sẽ có cái cường độ nhất định của cái tia, và nó có xung với cái tần số nhất định. Thì mỗi mỗi cái loại chất rắn thì nó có những cái tần số khác nhau. Ví dụ ở trong đó là ruby, tức là hồng ngọc đó, thì nó sẽ thuộc cái tần số cái bước sóng đó. Thì với một cái bước sóng tương ứng sẽ có một tần số tương ứng và một cái màu tương ứng, người ta gọi là cái phổ của ánh sáng đó. Tức là với cái chất mà dẫn đó, với cái loại tên laser đó, thì nôm na là chúng sẽ có cái màu khác nhau. Các anh chị sẽ thấy có loại màu đỏ, có loại màu xanh, có loại màu trắng, không thấy được, có loại không màu, có loại màu vàng. Thì nó sẽ tùy vào cái bước sóng, mỗi bước sóng khác nhau sẽ là cái màu khác nhau và cái tần số khác nhau. Đó, bán dẫn có cái arsen. Arsen là loại rất là thông dụng, iodide gallium arsen, thì sẽ có bước sóng 890 nanomet, nó thuộc phổ hồng ngoại gần, tức là hồng nhạt nhạt đó các anh chị. Thì đối với laser chất khí thì là heli và neon, thì cái bước sóng là 632 và thuộc vùng ánh sáng đỏ, nó cũng được ứng dụng trong những cái laser mà nội mạch đó các anh chị, bắn những cái sơ đồ trong cái lòng mạch máu. Và cái argon, tức là cái chất khí argon, nó có bước sóng 488 và 514, thì cái này cũng có ứng dụng trong một số trong những cái loại phát xạ cho xạ năm laser CO2 thì bước sóng là 10.600 nanomet, nó thuộc phổ hồng ngoại xa và công suất phát xạ có thể tới lên đến cái megawatt. Đó, công suất phát xạ megawatt là tới 10.000. Trong ứng dụng khoa học thì chúng ta dùng làm dao mổ. Các anh chị thấy dao laser đó các anh chị. Cắt á, thì vì chúng ta cắt bằng cái dao thông thường của chúng ta, bên y học thường hay gọi là dao lạnh. Dao lạnh tức là cái dao mổ thông thường của chúng ta. Còn dao hoặc là dao điện. Dao điện là chúng ta cũng thường làm, rồi dao mono đó, rồi dao những cái cắt mà chúng ta thường dùng mà nóng đó, rất sờ rất là nóng. Còn laser làm cũng là loại dao, nếu chúng ta bắn vô thì sẽ đứt mô, và đứt mô bao nhiêu chúng ta quyết định được, chúng ta chỉnh được. Còn chất lỏng thì sẽ ứng dụng laser màu, thì những cái chất lỏng mà những cái phát ra những ánh sáng mà đèn màu sân khấu chớp nháy đó các anh chị, chúng ta muốn ứng dụng đó thì là laser màu, đã là laser chất lỏng. Thì đây các quý anh chị thấy rằng có một số cái laser như argon nè, rồi Ajax nè, rồi CO2 nè, đây là cái bước sóng, độ dài bước sóng và cái độ sâu mô mà chúng ta có thể đạt được tối đa đó. Và ở đây các anh chị sẽ thấy những cái phổ bước sóng, một cái số bước sóng argon hay Ajax hay CO2, nó sẽ rơi vào những cái phổ bước sóng, nếu hồng ngoại xa thì chúng ta sẽ gần như chúng ta sẽ thấy không màu. Rồi bên đây nếu mà có những cái phổ màu riêng biệt và những cái phổ màu thì các anh chị thấy chúng ta sẽ nhìn thấy được. Còn những cái phổ mà xa, những cái phổ màu mà các anh chị thấy màu đen ở góc dưới đó, thì chúng ta gần như là không thấy được nó, không thấy được nó. Vậy thì liệu rằng chúng ta không thấy thì nhiều khi chúng ta sẽ bảo là nếu mà không thấy vậy lo quá, đâu có biết bóp một cái biết bắn tới đâu, dao mổ còn cầm trong tay, cái dao điện cũng cầm trong tay, bóp điện mình còn biết. Còn bây giờ cái dao laser nó không màu vậy, nhất là CO2 này không màu, thì chúng ta bắn chúng ta biết nó đi đâu về đâu. Thì thật ra trong những cái máy laser CO2 đó, ta xuống dài cái đèn vào, nó cái đèn vào, thì cái đèn này nó sẽ làm cái tia dẫn đường cho quý anh chị. Thì khi các quý anh chị đưa vào mô thì cái điểm màu đỏ, thường chúng ta sẽ tích màu đỏ cho nó tương phản, thì cái đốm màu đỏ dẫn đường đó sẽ quyết định cho các anh chị nó chiếu ở đâu, thì nó sẽ cái tia đó nó sẽ bắn ra cái vị trí đó, cho nên các anh chị đỡ phải lo. Chúng ta quơ tùm lum hết trơn, bắn ra cái trúng chỗ khác là nguy hiểm. Rồi đây các anh chị thấy là những cái có như argon nè, KTB 532 với Ajax. Ajax là hay sử dụng trong cái xóa xăm, xóa sẹo đó các anh chị, hay bảo là đi xóa xăm bằng laser đó, ta sử dụng Ajax. Cái tia Ajax này cũng rất là hiệu quả. Và CO2 thì cái độ dài sóng, sau đó sẽ có màu phổ lên và sẽ có cái độ sâu xâm nhập. Thì các anh chị thấy rằng cái độ sâu của CO2 nó xâm nhập, nó chia ra đến 0,1 mm,
0,1 mm là nó chia cái độ chia đó các anh chị, rồi tùy cái độ mà mình thích nó tăng lên bao nhiêu thì chia bao nhiêu, thì những cái này là cái độ chia của nó, tức là một lần chúng ta chỉnh có thể dao động trong cái khoảng này. Rồi, ưu điểm của cái laser số 2 như thế nào và chúng ta có thể sử dụng một cách khá phổ biến trong cái điều trị ở bệnh lý cổ tử cung, bởi vì nó thật ra cũng rất là ít chảy máu. Bởi vì khi cắt mô thì laser có tính chất nó hàn mạch bạch huyết và mau mạch vết thương, khi mà cái vết thương nhỏ hơn 0,5 mm và giúp giảm chảy máu và sưng nề phẫu thuật khá tốt. Đặc biệt nó ít đau bởi vì độ sâu của laser có thể là 0,01 0,03 mm nên dễ làm những cái dây thần kinh nhỏ ngoài biên và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng vì tia laser sẽ có tác dụng diệt khuẩn trên đường đi của nó. Và có ba nguyên tắc cơ bản để quyết định cái số năng lượng được đưa đến mô, đó chính là cái công suất và thời gian cũng như là kích thước của tia laser. Cho nên chúng ta sẽ điều chỉnh cái công suất hoặc là cái thời gian chúng ta sẽ tiếp xúc với mô. Ví dụ, chúng ta chiếu tia laser vào trong cái mô đó, chúng ta mặc định là 0,01 mm một lần bắn. Thì chúng ta nếu mà chúng ta bắn chiếu cái tia laser đó tiếp tục nữa, tức là giữ một lần chiếu vào thì sẽ là 0,01. Nhưng nếu mà chúng ta chiếu tiếp tục nữa thì nó sẽ 0,01 tiếp tục. Không có phải là khi chúng ta chiếu 0,01 là chúng ta cứ để ở đó hoài để giữ 0,01, mà chúng ta giữ ở đó càng lâu thì cứ mỗi lần nó phát tia ra như vậy thì nó sẽ là tiêu hủy mô 0,01. Cho nên để càng lâu thì mô càng sâu, cho nên nó phụ thuộc vào thời gian nhắm vào một điểm đó các anh chị. Để càng lâu thì năng lượng tập trung càng nhiều và bắt đầu nó cứ tới 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 đó. Chứ nếu mỗi lần bắn chúng ta chiếu vô, chúng ta đạp hoặc là ta bấm nút là nó chiếu một lần là đúng cái tần số chúng ta mặc định, nhưng nếu để tiếp tục nữa thì càng ngày nó sẽ càng sâu xuống, cho nên phụ thuộc vào thời gian. Và công suất thì công suất thường dùng trong phụ khoa, hiếm khi chúng tôi set up cái công suất nó vượt quá 20 30 lắm đó, là nó đủ để điều trị cho cái mô của người rồi. Mà nếu mà chúng ta đạt cái công suất này nhiều quá thì nó tạo ra cái CO2, cái mô phủ đen rất là nhiều, quá trình tiếp tục điều trị, trong thời gian điều trị. Và kích thước của tia laser chúng có nghĩa là chúng ta để càng gần cái mô mà chúng ta cần để mà phá hủy đó thì cái cường độ của tia laser nó sẽ càng cao lên, và nếu chúng ta kéo ra xa thì cường độ nó yếu dần. Cho nên chúng ta set up ví dụ là mức 1 đi, nhưng mà tôi để cách xa 1 tấc thì nó khác, chúng tôi để sát bên cái mô mô cần phá hủy thì nó lại ra khác đó. Cho nên ba cái này nó tương hỗ với nhau. Ví dụ chúng ta cài đặt là chúng ta cài được cái công suất thôi, còn cái thời gian tiếp xúc là chúng ta phải tự chỉnh ha. Nhưng mà muốn bắn nó lâu nó sâu thì chúng ta để giữ lâu hơn. Kích thước của tia laser cũng vậy, gần hay xa là chúng ta điều chỉnh. Cho nên không phải chúng ta cài mức 1 là nó ra y mức 1, mà cài mức 2 ra y mức 2. Đúng, nó bắn một lần là đúng mức 1, bắn một lần đúng mức 2. Tuy nhiên nhiều lần nó khác, gần nó khác, xa nó khác. Khi tác động lên mô á, thì khi tỷ trọng của năng lượng càng cao thì khả năng bốc hơi của laser nó sẽ làm tăng cái khả năng bốc hơi của laser. Đó. Cường độ sẽ tỷ lệ nghịch với thiết diện điểm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta đưa một cái tia rất là nhanh trên một cái bề mặt thì chúng ta tác dụng cắt của nó giảm đi. Chúng ta đưa cái tia nó càng chậm thì tác dụng tầm máu và quang đông của nó càng tốt. Do cái đường kính tia và cái điểm đốt, số lượng cái điểm đốt nó sẽ tương quan lịch với nhau. Thì khi chảy máu chúng ta dùng tia laser số 2 là nhờ khả năng quang đông. Quang đông có nghĩa là gì? Tức là làm đông máu bằng quang học. Đó. Thì làm đông máu bằng quang học nó khác cắt. Cắt chúng ta chấm, chúng ta ngay chỗ đó chúng ta lia qua nó cắt liền. Nhưng quang học thì chúng ta phải lia cho thật nhanh và tạo thành rất là nhiều điểm ở trên cái vị trí cần cầm máu thì nó mới cầm máu. Cho nên một số quý anh chị đồng nghiệp mà đã ứng dụng tia laser thấy rằng cái khả năng cầm máu của nó khó. Khó bởi vì chúng ta chưa biết sử dụng một cách hiệu quả. Và chúng ta chưa biết mà ứng dụng của nó đến mức độ mạch máu nào. Bởi vì laser không dùng cho những mạch máu có khẩu kính lớn hơn 0,1. Khi đó nó không còn hiệu quả nữa. Khẩu kính lớn quá chỉ có cầm máu bằng cây đốt, bằng chỉ khâu hoặc là bằng những cái dao đốt điện, tức là khả năng mà cầm máu với những kích thước mạch máu lớn hơn. Còn laser thì chỉ những mạch máu nhỏ mà thôi. Cho nên nếu chúng ta nói là laser để chúng ta cầm máu thì là những mạch máu nhỏ. Chứ còn cầm máu trên mạch máu lớn là không hiệu quả. Và khả năng lia cái tia laser để làm sao cho nó cầm máu cũng cũng là một nghệ thuật. Thì nhưng nếu mà chúng ta đạt được cái hiệu quả mà cắt và cầm máu thì vết thương laser sẽ ra sạch, tổn thương mô rất tối thiểu, cái tổn thương mô do đốt cháy bị nhiệt và điện. Bởi vì các anh chị hay hay nói vậy,
đốt á, sợ nó đốt nó cháy lan. Nó cháy lan. Thì còn khi laser đặc biệt anh chị kêu nó làm bao nhiêu là nó làm bấy nhiêu, tùy các anh chị cài đặt nó, tùy các anh chị lia cái giữ cho nó lâu hay chậm ở một cái vị trí là nó sẽ đốt cho anh chị. Nhưng khi mà nó đốt đúng cái độ sâu đó thôi, nó không đi thêm đó. Còn anh chị muốn đi thêm nữa, anh chị đốt thêm chiếu thêm lần nữa hoặc anh chị để lâu chút đó, thì anh chị sẽ tăng cái độ sâu của nó. Chứ còn nói nó mà đi tổn thương ra, giữ nó ở một chỗ mà nó tổn thương hoài là không có. Nhưng mà giữ nó hoài ở một chỗ là nó càng ngày càng sâu thêm như các anh chị. Nên nói vậy không phải là an toàn, tức là tôi cài mức 1 là tôi cứ bắt tôi để đâu nó cũng mức 1 hết. Và chúng ta để càng lâu mức 1 nó càng nhân lên sẽ cấp số nhân. Đó. Tuy nhiên khi chúng ta dùng cái dao laser thì các mô ở xung quanh cái đường đi của trên đường đi của nó thì bị tổn thương tối thiểu rất ít. Cho nên vết thương sẽ mau lành, cái mô hoại tử ít. Khi mô hoại tử ít như vậy thì cái vết thương của mình nó sẽ bị, nó ít có phản ứng viêm, ít bị phù nề, ít bị mô hoại tử, thì nôm na là nó mau lành, ít chảy máu. Đó, nó có sử dụng laser có thể tương đương như một cái lưỡi dao phẫu thuật và dùng để cắt, để bốc hơi và cái quan đông thần máu. Thì laser thì an toàn ở chiều sâu xâm nhập khoảng 0.1 đến 0.5 mm thôi. Nó sẽ không có chạm đến các cơ quan lân cận và được dùng đốt ở những nơi an toàn, và an toàn ở những nơi như bàng quang, gần niệu quản, ruột, bởi vì nó sẽ khu trú chỗ nào các anh chị muốn đốt, nó không cháy lan qua những cái mô xung quanh. Cho nên chẳng ai đi mổ mà muốn những cái tai biến vô niệu quản, ruột, bàng quang không cần thiết cả. Đó. Cho nên nó là nó sẽ, nếu mà chúng ta đã đảm bảo cái mô của chúng ta không phải là những cái tạng này, chúng ta dùng để cắt những cái cần thiết thôi thì laser sẽ hiệu quả. Hình thức làm cái bốc bay bay hơi mô đó thì bằng cách là chúng ta sẽ tăng cái công suất lên. Tuy nhiên khi ứng dụng cái laser này nó tạo nên rất nhiều khói các nguyên chị. Tạo khói của laser bởi vì nó sẽ làm bốc hơi CO2, mà bốc hơi sẽ tạo ra CO2 và nước, là cái lớp mà anh chị hay nôm na gọi là cái mài đen á. Thì các anh chị sẽ thấy dùng laser cái mài đen rất là nhiều mà đen thui thùi lùi luôn á, gọi là thấy ghê giống như mặt lọ nghẹ luôn á. Nếu mà lỡ mà bệnh nhân mà có thấy mà cái hình ảnh mà chúng ta làm thì nó sẽ rất là sợ. Tuy nhiên cái lớp này nó rất là nông, nó dễ bong tróc và nó ít chảy máu. Nhưng mà nhược điểm của nó là khi chúng ta bắn mà không có máy hút khói là tôi đảm bảo anh chị không làm được, không làm được, bởi vì chỉ bắn một vài tia thôi khói ra rất là nhiều và cái quang trường không còn thấy nữa. Thì khi không thấy nữa người ta đâu dám làm, nó sẽ nguy hiểm. Cho nên bắt buộc dùng đi laser các anh chị phải có máy hút khói nha, cho phải hút khói và phải hút liên tục, mở máy hút khói liên tục cho đến khi mà cái quang trường trở nên trong thì chúng ta thấy đường để tiếp tục cái phẫu thuật của chúng ta. Rồi như vậy thì làm sao chúng ta an toàn khi sử dụng tia laser? Thì chúng ta sử dụng, thứ nhất là chúng ta phải được đào tạo, cái đó miễn bàn này. Là một cái phẫu thuật nào chúng ta phải được đào tạo, mà phải là đào tạo bài bản, chứ không phải đào tạo là nghe ai nói ngày hôm nay xong rồi đi dự thêm một cái cuộc cuộc hội nghị hội thảo một một buổi hai buổi thậm chí một ngày hai ngày để chúng ta về chúng ta làm được. Cũng phải phải được đào tạo và giấy chứng nhận, thực ra là cũng phải thực hành từ 3 đến 6 tháng cho những khóa đào tạo thật là bài bản về laser mới sử dụng được. Chứ còn mà nói là để đi hội nghị hội thảo thôi và về bảo đã ứng dụng laser mà không có cái những cái tiết thực hành lâm sàng trong cái quá trình đào tạo đó mà về bảo là chúng ta làm được là xin lỗi, không làm được, không làm được, rất khó. Và không nên, gần như không nên, bởi vì chúng ta sẽ tự, chúng ta có thể hại bệnh nhân không, hại hại bệnh nhân là một phần rồi đó, là chắc chắn rồi đó, nhưng mà sẽ hại cả bản thân mình, bởi vì nó sẽ gây nên những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Phòng mổ thì khi sử dụng laser thì phải có biển cảnh báo là đang sử dụng và có những cái người nhất định đang hoạt động trong đó thôi, chứ mình đi ra đi vô là tên tên bay đạn lạc như quý chị. Và phẫu thuật viên hay nhân viên trong phòng mổ phải đeo kính bảo vệ khi sử dụng tia laser để tránh đau chị, tránh bắn vào trong mắt, bởi vì tia laser mà chúng ta ngẫu hứng sông Hồng mà chúng ta bấm vào trong mắt rồi đó là chỉ có mù thôi hoặc là tổn thương giác mạc thôi, tùy theo cái mức độ nông sâu và máy. Thì không, khi chúng ta đã không dùng nữa thì chúng ta phải chuyển sang chế độ standby, có nghĩa là gì, ví dụ như đốt điện chẳng hạn, chúng ta có thể cắm ở đó, chúng ta để ở đó nhưng mà khi mà chúng ta lấy laser mà chúng ta đã không sử dụng được, không phải là cứ treo lên đó rồi chờ chút nữa nữa ấy rồi đem xuống bắn tiếp, mà là chuyển sang chế độ standby, tức là chế độ mà không hoạt ngừng hoạt động, tạm dừng hoạt động, chế độ chờ đó, liền bấm nút liền, và chế độ ready tức là sẵn sàng để bắn tia, standby là không có bắn, phải chuyển chế độ nó mới bắn.
máy cũng có thể là gắm điện để đó, nhưng mà cái chế độ là phải chuyển ngay. Tại sao các anh chị? Tại vì cái bàn đạp có thể ở chân, thường là bàn đạp ở chân, thì khi mà bàn đạp đó ai mà đi ngang lỡ quẹt trúng cái đạp cái mặt máy tinh này dẫn chế độ đang bắn bắn tia, nó sẽ bắn ngẫu ngẫu nhiên, thì cái chỗ mà nó quay cái đầu đó đi đâu nó bắn vô vô đó, mà mình đã nằm ở cái trên đường mà nó bắn là rồi đó. Ha, rồi đó, chỉ lủng thôi, lủng cái gì thì không biết, nhưng mà sẽ lủng nha, lủng xuyên thấu, tổn thương rất là nặng đó, nếu vào mắt hoặc là vào những cái bộ phận quan trọng, vùng thấp của chúng ta cũng có nhiều bộ phận quan trọng đó. Rồi và cái ráp phủ giường á, thì không có để dễ cháy giường ẩm. Bởi sao các anh chị? Cái tia này á, lỡ chúng ta có bắn mà trúng cái ráp giường nó sẽ cháy, nó sẽ cháy. Cho nên các anh chị phải giữ cái ráp đó, tôi nói là cái đồ có cái đồ ẩm ha, đồ ẩm để mà đừng có dễ bị cháy nổ cháy. Và khi hút khói thì phải hút tất cả những cái sản phẩm tạo ra của khói, tức là máy hút khói phải hiệu quả an toàn. Bởi vì sao? Bởi vì trong những chúng tôi điều trị đặc biệt ở cổ tử cung á, thì có những cái điều trị dị sản của cổ tử cung hay những cái tổn thương cộng lơm rồi đó, nó sẽ có những cái DNA của cái virus bay ra, nó sẽ bốc hơi luôn, thì nó có thể những cái sản phẩm bốc hơi này nó sẽ bay tứ tung ở trong cái phòng trên, và cái khối này nó sẽ lan tỏa ra rất là nhiều nơi nhiều chỗ, và chúng ta có thể là hít vào hoặc là bị lây lan mà không cần thiết, không biết được. Thì sợi quang học ở trong cái laser thì rất là dễ gãy, chúng ta cầm cũng phải thật là cẩn thận. Khi gãy thì điểm nào gãy nó sẽ thoát ra, các anh chị nhớ cái ống màu hồng hồi nãy không? Và tôi nói đó, nếu mà lỡ có tổn thương đâu đó chút đỉnh ở trong đó, thì khi tạo tia đó, thì khi mình cài đặt ví dụ mức độ 2 đi, thì cái tia ra mức độ 2, nhưng nó đã bị cưỡng bức đâu đó ở trong cái ống đó, nó đi dần 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 lên rồi, dù nó hở điểm nào trên cái ống đó, thì cái tia mà nó đã được cưỡng bức rồi nó sẽ bay ra ngoài. Thì nôm na sẽ có những cái tia mức độ 1, mức độ 1,5 gì đó, tùy cái chỗ mà nó hở ra nó bắn ra ngoài. Thì mình bấm ở đây mình tưởng mình sẽ đốt ngay chỗ đó thôi, nhưng mà ai ngờ trên cái đường đi đó nó phát ra, thì cái đường đi là cái tay mình đang cầm đó các quý anh chị. Mà nếu mà nó rò rỉ vậy thì cái chỗ quang học nó sẽ chiếu vô trong tay mình, là tự nhiên sao đốt người ta mà tự nhiên mình đau, mình quay lại thấy đâu chiếu đau lủng lủng da rồi đó, là do sự rò rỉ cái dây quang học. Nên các anh chị hết sức nhẹ nhàng, không như những cái đầu đốt mà mono hay gì bằng nhựa, các anh chị có thể làm rất lên rất xuống đụng tới ông luôn không sao, mà cái này làm xong rồi phải là bảo quản kỹ, nhẹ nhàng nâng lên và để đúng cái giá đỡ của nó để tránh gãy và rò rỉ laser nếu ta làm cách thường xuyên. Đây là cái máy laser, các chị thấy rằng bên đây hệ thống máy tôi không quảng cáo cho ai hết nha các anh chị, một cái máy mẫu lấy cho các anh chị thấy coi thôi, như cái máy loại nào cũng được miễn sao đạt được cái nhu cầu tiêu chuẩn, là có thân máy, có tay cầm, có những cái khớp một cách rõ ràng như thế này, để cái biết sao cái khớp này nó phải nhẹ nha. Nếu các anh chị khớp này mà cầm nặng tay quá, các anh chị làm không nổi lâu dài đó. Tại vì làm một cái ca laser để mà cho cổ tử cung đó, nó lâu lắm, thời gian nó lâu lắm. Mà nếu mà như vậy mà cái chỗ này tay cầm này nó nặng gì xuống, nó nặng tay nữa, thì các anh chị mỏi, mỏi lắm, mỏi không có chịu nổi. Các anh chị sẽ không làm được lâu dài. Mà khi chúng ta mỏi thì chúng ta sẽ rung. Mà chúng ta rung là chúng ta sẽ lệch đường. Chúng ta lệch đường thì có khả năng chúng ta sẽ bắn đi ra cái những cái mô xung quanh. Đây các anh chị thấy nó như cây bút vậy đó ha. Đó, bút nè, cái máy này laser này có thể làm cả được da, có thể được cổ tử cung, mô cổ tử cung luôn. Đây, thì nếu mà ứng dụng cái laser trong phẫu thuật đó, thì chúng ta có thể cắt hay đốt sang thương với độ chính xác cao. Chúng ta có thể dùng dao laser trong cả ổ bụng, trong nội soi ổ bụng, trong qua thông qua máy soi cổ tử cung. Chúng ta có thể cầm máu, vượt cắt mô, vượt cầm máu. Âm hộ thì có thể điều trị những cái sang thương VN. Ở tầng sinh môn, vùng quanh vùng hậu môn có thể có những cái cọng lơm. Âm đạo thì có VAN, cổ tử cung thì có những cái sang thương CN hoặc là cộng lơ. Phùng chậu thì chúng ta có thể đốt những cái lạc nội mạc tử cung, bóc tách những cái giải dính trong ổ bụng khá hiệu quả. Rồi đây là những hình ảnh mồng gà âm hộ. Mồng gà âm hộ chúng ta có thể điều trị được bằng tia laser, nó sẽ bốc hơi đi. Nhớ cái gì ở âm hộ ngoài da thì các chị lưu ý cái vấn đề về vô cảm giảm đau cho bệnh nhân, thì những vùng đó nhạy cảm đau. Nhưng riêng ở những cái vùng âm đạo thì có thể điều trị nó không có cần phải giảm đau. Cổ tử cung cũng vậy, nếu chỉ điều trị lên bề mặt cổ tử cung thôi thì chúng ta không cần phải vô cảm, nhưng nếu chúng ta có dùng laser để mà chúng ta phát chớp thì chúng ta mới là gây tê tại chỗ. Đây viên chị thấy đây là viên tức là tân sinh trong biểu mô âm hộ, nó tương đương như CN ở cổ tử cung nhưng mà là của biểu mô âm hộ. Thì cái này viên này chúng ta cũng có thể điều trị có hiệu quả bằng tia laser, nó ít chảy máu mà nó rất là gọn gàng, cái sang thương sẽ được tiêu hủy đi khá là nhanh chóng. Tuy nhiên vùng âm hộ thì chúng ta phải đánh giá lại, âm hộ cũng âm đạo của tử cung đều thế, chúng ta làm xong chúng ta phải có đánh giá lại.
sau cái lần khi mà hồi phục vết tang thương rồi, để xem rằng trong cái quá trình điều trị chúng ta còn hay hết. Nếu nếu vẫn chưa hết thì chúng ta có điều trị lượt 1, lượt 2, lượt 3 để thật sự cái tang thương này nó hết hoàn toàn. Chứ nhiều khi một đợt các anh chị, khi các anh chị bắn rồi đó, cái mô này nó sẽ trắng ra hoặc là nó sẽ đóng cái mài. Thì khi đóng cái mài vậy, những cái tang thương mà gọi là cái bờ của nó, tức là cái giao điểm giữa những mô lành và mô bệnh, chúng ta sẽ không phân biệt được nữa. Thì khi đó có thể nó còn sót những cái tương đối vi thể thì chúng ta không có quan sát được. Cho nên tốt hơn hết khi làm xong, các nguyên chị cũng phải đánh giá lại coi còn hay là hết, để chúng ta có thể làm lần hai, lần ba. Nghĩa là cũng không có giới hạn đâu các anh chị. Nếu mà điều trị hiệu quả là chỉ còn do chúng ta điều trị chưa hết thì chúng ta có thể điều trị tiếp. Chỉ có khi nào điều trị xong tái phát lại ngay cái vị trí đó một cách quá nhanh chóng thì chúng ta mới đổi phương pháp điều trị thôi. Rồi, đây là một cái ứng dụng cũng tương đối hữu hiệu cho cái tia laser. Đó là điều trị lộ tuyến cổ tử cung. Có những trường hợp lộ tuyến mà chúng ta bất khả kháng luôn á, tức là tiết dịch quá nhiều, viêm âm đạo tới lui hoài mà không có hết, thì chúng ta có thể điều trị triệt những cái tuyến này bằng tia laser cũng khá là hữu hiệu. Nhưng chúng ta riêng tia laser chúng ta sẽ biết được chúng ta làm tới đâu, mức độ sâu bao nhiêu và cái ranh giới chúng ta chừa lại bao nhiêu, cho nên chúng ta sẽ không ngại cái chuyện mà chúng ta làm mất đi cái vùng chuyển tiếp, sau này khó theo dõi. Nếu mà lộ tuyến quá nhiều thì chúng ta có thể sử dụng tia laser để mà bớt đi những cái tuyến đó, nhưng mà vẫn giữ lại cái vùng chuyển tiếp để chúng ta theo dõi về ung thư sau này. Đây là những cái xem một ha. Xem một bây giờ thường tự chủ chúng tôi theo dõi, chúng tôi không có điều trị để chờ cái sự thoái chuyển 80% của nó sau 1 đến 2 năm. Cho nên những cái xem một mặt ngoài là khả năng thoái chuyển cao, chúng tôi thường cho theo dõi. Nhưng nếu vẫn không hồi phục mà vẫn cứ xem một thì ngoài những cái phương pháp như áp lạnh ha, chúng ta có phương pháp laser sẽ hữu hiệu. Thì tôi cũng phân tích cho các anh chị thấy giữa áp lạnh và laser tại sao chúng tôi có thể chọn ưu điểm laser hơn. Bởi vì khi áp lạnh chúng ta sẽ đưa cái đầu rút áp lạnh toàn bộ những cái vùng, cả cái mô lành và mô bệnh trên một cái diện của cái đầu áp lạnh là một cái diện tròn như thế này. Thì khi áp vào cả những mô không cần thiết để điều trị cũng bị điều trị luôn bởi áp lạnh và sẽ gây nên tiết dịch rất là nhiều. Còn nếu chúng ta sử dụng cái laser thì chúng ta sẽ điều trị khu trú cái phần nào mà chúng ta thấy là tổn thương mà thôi, và được định vị rất rõ ràng qua axit và lugol. Thì chúng ta sẽ điều trị một cách khu trú, nó gọi là giảm tổn thương tối thiểu cho mô và điều trị một cách là tối thiểu và đạt được hiệu quả điều trị đó. Còn đối với gen 3 cũng vậy ha. Gen 3 thì thật ra ở đây đưa gen 3 ra để nói điều trị laser, nhưng điều trị laser cho gen 3 là điều trị phát chết, các anh chị không điều trị phá hủy nữa. Bởi vì cái mức độ phá hủy mô chúng ta sẽ không lường trước được cái độ sâu, đặc biệt là gen 3. Gen 3 là đó là tiệm cận rồi, nó vượt qua màng đáy là đã tới ung thư, thì cái độ mà chúng ta đã phá hủy được cho hết cái màng đáy hay không chúng ta sẽ không có dữ liệu được. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng laser cho gen 3 làm phát chết. Đây, ven 3 cũng vậy. Đối với ven 3 chúng ta cũng có thể không cắt được. Ven là gì các anh chị? Ven là tân sinh trong biểu mô âm đạo. Thì khi tân sinh trong biểu mô âm đạo vậy, các anh chị biết rằng cái âm đạo nó cũng chỉ là một cái lớp mô mỏng thôi ha. Các anh chị hay lo lắng là dùng đốt trên âm đạo nó có thể thủng thủng vô bàng quang, thủng vô những cái cơ quan lân cận. Thì bây giờ công cụ nào để chúng ta cảm thấy nó an toàn hơn, nó đừng đi mà phá hủy sâu như vậy đó. Thì có cái công cụ laser, chúng ta nếu cài đặt cái mức đó thì nó chỉ phá hủy tới mức đó thôi đó. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá lại coi còn hay hết để coi cái đáp ứng điều trị mình được hay không. Thông thường những cái gen 3, cái ven 3 này, do cái VM là một cái bệnh cũng tương đối là đặc hiệu, nói là khá gọi là bệnh hiếm đó, cái chị ven 2, ven 3 là bệnh hiếm. Tân sinh trong biểu mô âm đạo hay là sau này sẽ tiến triển thành ung thư âm đạo là một bệnh hiếm, hiếm hơn thư cổ tử cung rất là nhiều. Cho nên là khi mà chúng ta ứng dụng điều trị của nó thì sẽ nó khó khăn hơn. Nếu chúng ta nói CM cực chẳng đã, chúng ta cắt tử cung đúng không, cắt tử cung triệt để thì chúng ta phải lấy hết. Nhưng đối với âm đạo muốn với tới nó để cắt nó chỉ có con đường là từ cung đi xuống thôi. Còn nếu chúng ta cắt tại âm đạo mà chừa lại tử cung á, xin lỗi các anh chị, nó cũng khá là khó. Bởi vì cái chuyện phục hồi lại cái vùng đó thì đó là một cái vấn đề nan giải. Giống như là ở dưới âm đạo chúng ta khoét đi một cái lỗ thì thứ nhất là bạn ở dưới lại gì, chúng ta khoét một cái là tới liền dưới trực tràng trên bàng quang, hai bên là những cái vùng trọng yếu của chu cung, thì chúng ta không thể dùng khoét hay là cắt hay cái gì được hết. Chúng ta làm sao phải phá hủy cái sang thương thôi và theo dõi. Còn nếu muốn cắt được nó đi lấy hết, chúng ta phải vươn từ tử cung kéo lên cắt xuống âm đạo thôi. Nếu chúng ta gọi là cắt mà gọi là điều trị khoét đi cái sang thương ở ngang ngay cái mức âm đạo mà đơn thuần thôi thì là không có.
Rồi, đối với những cọng ni lông mà cổ tử cung, các anh chị thấy những cái này điều trị hết sức là hiệu quả ha. Chúng ta cho bốc hơi đi, chúng ta đốt điện à, nhưng mà cái này thì đốt điện cũng được, laser cũng được, nhưng nếu những cái tăng thương nhỏ mà chúng ta muốn giảm cái tần suất ở tróc mài chảy máu cho bệnh nhân, chúng tôi làm laser thì cũng rất là hiệu quả, nhẹ nhàng hơn đốt điện. Rồi bây giờ các anh chị hỏi, đó giờ nghe là đốt điện bằng lít, bằng dao điện hay là bằng dao, còn giờ nghe laser cũng hơi lạ lạ. Tuy nhiên phát chớp bằng laser nếu chúng ta làm đúng đủ, chúng ta cũng đạt được cái mức thành công không thua được phát chớp bằng cọc điện hay còn gọi là lít. Nhưng các anh chị thấy rằng chúng ta sẽ tê, chúng ta vẫn tê, nhưng mà chúng ta muốn muốn cắt được cái hình chớp, các anh chị à, muốn cắt được cái hình chớp này chúng ta phải kéo ra để tạo cái khoảng khoảng đi tia laser, cái khoảng xéo đó thành được một đường thẳng để chúng ta đi xuống, chứ không thể cái tia các anh chị nôm na cái tia mà các anh chị muốn xéo như thế này á, thì các anh chị phải bắn bắn cái tia nó đi xéo, thì cái âm đạo của ta chỉ có song song như vậy thôi, làm sao mà chúng ta đi đi cái tia laser xéo qua vậy được. Chúng ta chỉ bắn thẳng, mà muốn bắn thẳng vậy thì ta sẽ kéo cái đường đường chớp nó thành ra chính giữa để cho nó thành cái đường thẳng đi đi vào đó. Thì chúng ta phải móc, chúng ta phải móc một cái mũi ở hai bên vị trí 9 giờ và 3 giờ để chúng ta kéo cái trục của cái chớp nó thẳng lại, thì khi đó tia laser chúng ta bắn thẳng vào, chúng ta sẽ đạt được cái đường cắt xéo. Tuy nhiên cũng hiếm khi nào kéo được tới thẳng cái đỉnh lắm, cho nên khi cắt tia laser thì tới gần cái đỉnh nó còn lại khoảng chừng 0.3 đến 0.5 mm thì chúng ta phải cắt bằng kéo. Nhưng mà khi cắt bằng kéo vậy, cái chỗ cái đỉnh đó chúng ta cầm máu cũng rất là dễ dàng, bởi vì mọi việc xung quanh nó đã được cầm máu hết rồi. Thì các anh chị thấy cái hình bên góc phải đó thì thấy đen hù lùi, thấy ghê không ha, đen hù lùi đó là cái mài của tia laser, nó rất là xấu xí à, khi nhìn thấy. Tuy nhiên khi mà cái mài này cắt ra thì nó lại đẹp và láng. Rồi ở đỉnh các anh chị thấy hồng hồng, đó là chúng tôi cắt, chứ còn gọi là laser mà bắn luôn tới cái đỉnh này thì khó lắm các anh chị, tại cái trục mình không chỉnh cho cái trục trục xéo xéo chớp vô mà cho nó thẳng được, cho nên sẽ còn dính chút chút, dính chút chút. Chúng ta sẽ cắt bằng kéo và chúng ta cầm máu lại rất dễ dàng. Rồi chuẩn bị để cho một cái ca laser trong phụ khoa thì chúng ta cũng chuẩn bị tiền phẫu à, dùng mỏ dịch thì kích thước phù hợp để bộc lộ rõ sang thương nha các anh chị. Tức là cái khi mà chúng ta xài laser chúng ta cũng bộc lộ được rõ ràng, chứ không xài mỏ dịch nhỏ, mỏ dịch chút chút thấy được cái cổ tử cung hay thấy được cái cục sùi, thấy được cái vết trắng là được, mà chúng ta phải bộc lộ rõ hết tất cả cái cùng đồ ha, bàng quang ở trên trực tràng dưới, và hai cái nhất là hai cái vách âm đạo chúng ta phải làm sao cho nó căng ra và rộng ra, để sao để khi chúng ta bắn cái tia laser vào ha, chúng ta sẽ một cách rõ ràng, chúng ta không bắn vào thành âm đạo, chúng ta không bắn vào những trong cái thành mỏ dịch, tại vì có mỏ dịch ánh sáng nha các anh chị, thì nó sẽ có cái phản xạ ánh sáng ha. Khi phản xạ ánh sáng mà chúng ta dùng cái mỏ dịch mà sắt á, dùng mỏ dịch sắt á, thì nó sẽ có phản xạ ánh sáng và nó sẽ bắn cái tia, thay vì ở trong nó phản xạ ánh sẽ thì nó thoát ra ngoài, và người gần nhất là phẫu thuật viên sẽ dính những cái tia đó. Mà các anh chị nôm na bắn vô trong cái cổ cung thiêu hủy bao nhiêu thì những cái tia đi ra ngoài nó cũng sẽ thiêu hủy chừng ấy thôi ha. Và tai của chúng ta có thể là đứt tai, lũng tai, lũng trúng mạch máu thì hiểu rồi ha, nó phải nguy hiểm. Cho nên bề mặt mẫu vịt thì bề mặt mờ, không là bề mặt láng ha, không bề mặt bóng, không có bề mặt bị phản xạ ánh sáng để tránh phản hồi tia laser, và cái bệnh nhân phải được phủ cham ẩm để hấp thu các tia laser để tránh lạc ra ngoài. À, che mắt bệnh nhân bằng khăn ướt và kính bảo vệ. Nhớ nha, mắt mình che nhưng mắt bệnh nhân cũng phải che nha quý anh chị. Mình nói bắn mình sợ bắn trúng mắt mình, chứ nhiều khi mình bắn tới rên luôn á à, rất là nguy hiểm, cho nên phải che cả mắt cho bệnh nhân à. Rồi mọi người trong phòng mổ đều phải đeo kính bảo vệ và có hệ thống hút khói như ấy đã nói trước rồi. Rồi cường độ chuẩn bị cái máy thì khoảng 20-30 W, và cái đường kính tia à, thì có khoảng 1.5 đến 2 mm để phù hợp quỹ mô. Cái đường kính tia tức là cái tia nó phát ra cái độ rộng đấy các anh chị. Độ rộng là 1.5 đến 2 mm ha, à, thì phát ra thì cái độ rộng đó là khoảng đó ha. À, rồi cái độ sâu đó mỗi lần 0.01 để quang đông thì sẽ tăng cái đường kính tia, tức là muốn quang đông thì đường kính tia cho nó rộng ra ha, à, và cường độ nó giảm xuống thì cái chức năng đông máu nó mới tốt. Rồi để đốt âm đạo âm hộ vùng hội âm thì cường độ sử dụng nên giảm xuống 10 W nữa, để cái hạn chế đau á các anh chị. Hạn chế cái đau. Rồi, kỹ thuật đốt thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nhìn rõ được cái vùng chuyển tiếp ha, và đánh dấu cái ranh giới cắt được. Bởi những cái ranh giới chúng ta sẽ bấm tia giống như là chúng ta đánh dấu vậy đó, đánh dấu nhẹ xung cái quỳnh vòng chúng ta cần cắt. Tại khi đó khối nó đã bốc hơi ra rồi, rồi mình kéo qua kéo lại cái cổ tử cung thì chúng ta không còn biết cái ranh giới chúng ta đi vô là ở chỗ nào, chúng ta muốn đi tới đâu.
Cho nên đó chúng ta phải đánh dấu cái ranh giới trên bề mặt, là chúng ta các cái giới hạn là chúng ta các ở chỗ nào trước, để khi chúng ta bắt đầu làm là chúng ta chỉ là theo cái ranh giới chúng ta làm thôi, không vượt ra ngoài, cũng không bị không vượt ra ngoài để làm tổn thương mô xung quanh, cũng không lấn vào trong vùng kênh để mà không lấy đủ sang thương. Thì cái tia laser thì cái cường độ của nó sẽ cố định, nếu đốt những cái sang thương lành tính thì độ sâu mà chúng ta muốn điều trị cho nó hết những cái sang thương lành tính thì nên ít nhất là 4 mm. Tức là khi mỗi lần đốt thì chúng ta sẽ đốt tới lớp lưu nhiều lần cho nó xuống, nó sâu xuống khoảng 4 mm. Đó thì chúng ta không cần gây tê. Nếu trên cổ tử cung mà chúng ta làm nhiều hơn 0.5 đặt 0.5 trên gì dễ, tức là nửa cm á, thì chúng ta nên gây tê, bởi vì khi đó thì bắt đầu những tầng kinh đau nó sẽ có ở trong phần mô đệm. Và trường hợp sen 1, nếu đốt hết cái vùng chuyển tiếp và tuyến thì chiều sâu nên là 6 hoặc 7 mm nha. Nếu sen 1 thì các anh chị đốt nên là chiều sâu 6 hoặc 7 mm và đốt cầm máu bằng cách tăng cường đường dẫn tia và giảm cường độ đi. Thì chúng ta như nãy nói rồi, tăng đường dẫn tia giảm cường độ thì sẽ cầm máu. Còn nếu mà cái độ sâu đó mà không đủ thì có khả năng nó tái phát trở lại hoặc là nó còn tồn tại nó không hết. Thì nếu mà bệnh nhân mà làm cái độ sâu mà quá năm đó, cần thiết thì chúng ta gây tê nhẹ bằng tê tại chỗ bằng lidocaine. Rồi còn nếu kỹ thuật đốt trên âm đạo á, thì nếu chúng ta đốt ở 1/2 trên á, tức là 1/2 lên gần cổ tử cung á, thì chúng ta không cần tê. Tuy nhiên đốt 1/2 dưới bắt đầu ra ngoài mộ mép màng trinh á, mép màng trinh trở ra đó, thì chúng ta phải gây tê nha. Nếu sang thương quá rộng cần cắt phải là 3-4 cm á, thì chúng ta cần phải mê. Nếu mà cái sang thương đó rộng và muốn cắt sâu bằng sử dụng cái CO2 là dao á, con dao để mình cắt một khoảng luôn á, một khoảng mô bỏ đi á, thì chúng ta nên mê. Còn nếu không chúng ta nhắm, chúng ta tê tại chỗ, bệnh nhân có thể vô cảm được, thì chúng ta có thể phải tê tại chỗ từ mép màng trinh trở ra ha. Còn nếu ở cái niêm mạc chúng ta có thể là bôi cái thuốc tê, bôi thuốc tê đó. Nhưng mà cái hiệu quả nếu bệnh nhân đau thì cứ chích chích tê, còn nếu mà tê tại chỗ bằng cái bôi á, thuốc bôi hoặc thuốc xịt đó mà nó đáp ứng rồi tốt, không có đau nữa thì ta có thể làm. Cái này dễ lắm các anh chị chỉ nhích nhẹ một tia mà bệnh nhân á đau gì đó là các anh chị sẽ phải chuyển phương pháp vô cảm. Còn nếu mà mình đích mình đã 1-2 cái đốt rồi, đã thấy mô bắt đầu đã cháy đã hủy rồi mà bệnh nhân nằm im ru và hợp tác rồi thôi ha, đừng, mình cũng không có nên mà quá rồi sử dụng tiền mê, sử dụng mê thuốc mê đồ gì nhiều, nó cũng sẽ không cần thiết đó. Và cường độ phía ngoài thì các anh chị nên giảm khoảng 10 watt là được rồi, và chiều sâu ở vết đốt âm đạo đừng có quá 1 mm, tại sâu quá đó thì nó sẽ hủy xuống lớp hết lớp da, nó sẽ mất cái lớp mà gọi là lớp lớp màng đáy, cái lớp ngoài nó có lớp da, rồi xong đó mới tới lớp mô mỡ. Thì nếu chúng ta sâu quá 1 mm có thể cắt hết cái phần da và nó sẽ lộ cái lớp mỡ ra, nên chúng ta làm trên lớp bề mặt của cái lớp biểu mô da mà thôi. Thì nếu ở âm đạo thì chúng ta nên chuyển sang chế độ quang đông ha, để tránh gây bớt cái tổn thương cho cái cơ quan lân cận. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta làm trên âm đạo thì đừng để cái chế độ cắt, bởi vì cái cắt đó chúng ta để cắt sâu quá, chúng ta đốt tới đốt lui nó càng ngày càng sâu thêm. Chúng ta chế được để chế độ ablation, tức là chế độ quang đông, chế độ áp thôi, thì khi đó cái chùm tia nó sẽ rộng ra, chế độ sâu nó sẽ giảm đi đó. Thì khi đó chúng ta kết hợp đun máy soi để chúng ta quan sát được chúng ta độ sâu bao nhiêu càng tốt. Rồi khoét chớp thì nãy nói với anh chị rồi ha, mình cũng đánh dấu xong rồi mình sẽ mai hai bên, mình kéo ra và mình cắt, và cuối cùng thì mình chỉ dùng kéo cắt đi cái đỉnh để chúng ta có thể dùng lugol để chúng ta định vị cái sang thương cho rõ. Rồi sau khi chúng ta làm xong chúng ta phải chăm sóc đúng không ạ? Người ta hỏi sau khi làm laser xong á, nó có những cái gọi là sao làm, nó có những cái diễn tiến gì và phải chăm sóc như thế nào? Thì đối với phẫu thuật cổ tử cung thì nó sẽ chảy dịch âm đạo trong một tuần đầu. Một tuần đầu nó sẽ ra dịch vàng vàng, thậm chí nó hơi có lẫn máu hồng chút xíu, và cái mài đó các anh chị, cái mài đen đen, thì phải dặn bệnh nhân để bệnh nhân đừng có lo lắng ha, trong tuần lễ đầu. Rồi có thể sử dụng băng vệ sinh hàng ngày ha, đừng có dùng tăm bông âm đạo trong giai đoạn này, dùng tăm bông nó dễ bị nhiễm trùng, mà chỉ dùng băng vệ sinh thôi. Băng vệ sinh tùy lượng cái ra dịch nó nhiều ít, mình sử dụng băng vệ sinh để cho nó thấm cái dịch này, cho nó vệ sinh. Và chúng ta tránh giao hợp, dặn bệnh nhân tránh giao hợp ít nhất là 4 tuần ha, không có bơm rửa âm đạo, và sẽ xét nghiệm lại BAP 4-6 tháng sau phẫu thuật, tùy cái phẫu thuật ở cổ tử cung của mình. Thủ thuật ở cổ cung của mình thì mình sẽ xét nghiệm bác HPV gì đó để tầm soát sau đó, sau điều trị. Rồi chống chỉ định đó, nói đi phải nói lại, chống chỉ định là sao? Thì chúng ta thấy không nhìn thấy rõ cái vùng cắt đốt và có nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận thì chúng ta không làm.
tức là cái người để đánh giá làm được hay không làm được laser phải là người biết cái chuyện làm laser như thế nào. Đó. Thì khi cho anh chị à cái ca này cũng đúng chỉ định rồi, sen một tổn thương ngoài đó, nhưng mà các anh chị đặt vô trời ơi phần mềm nó táp vô nó che hết trơn cổ tử cung, hoặc là bây giờ chúng ta hay có mổ lấy thai đó quý anh chị, thì khi mổ lấy thai rồi á có sẹo mổ một hai lần gì đó cổ tử cung nó sẽ kéo cao ha, nó sẽ lệch qua phải qua trái ha, và chúng ta không bộc lộ được hết cổ tử cung, thì khi đó cách nào mà bắn vô được ha, đâu có thấy đường đâu. Tại soi tụi tôi thấy sao không, tụi tôi soi thường khó quá, tụi tôi có xin nhíu bô di một chút xíu tụi tôi kéo xuống đó để tụi tôi thấy, tụi tôi soi, tụi tôi làm những cái test bắt sinh thiết vân vân, nhưng mà đến khi làm laser thì đâu có cầm bô di kéo được ha. Cái mỏ dịch mình mở ra có chút xíu mà thật ra cái khẩu kính chừng 3-4 cm là cùng, rồi đưa bô di vô mà bô di là lại là cái sắt nữa, nó sẽ phản xạ tia laser, thì khi đó các anh chị cũng không thể nào không bộc lộ rõ là say no, không có làm, không cố gắng. Và đặc biệt là ung thư đã xác định rõ không ung thư thì làm với laser, còn đã ung thư rồi thì phải điều trị ung thư chứ không có đây điều trị bằng laser nữa. Rồi phẫu thuật viên chắc chắn phải có kinh nghiệm, có huấn luyện, thiếu kinh nghiệm, không tự tin, chưa được huấn luyện một cách bài bản, chưa được cầm tay chỉ việc, chưa được làm nhiều lần thì không nên làm, nó đừng thử thách như vậy, rất là nhiều cái sự nguy hiểm cho mình và bệnh nhân. Rồi tai biến chứng thì cũng tương tự, cũng tương tự thôi, cũng có chảy máu, có nhiễm trùng, có sẹo cổ cung vân vân ha, cũng biến chứng vô cảm này kia, nó những cái này là thuộc về của cái chết. Tuy nhiên ấy chỉ có lưu ý à, có lưu ý đó, là khi mà chúng ta sử dụng phải thật an toàn, tia bắn tới đâu là vĩ mô tới đó, không có nói năng gì hết nha. Cái dao điện còn chạm tới người mà mình cũng biết mình giật tay ra, chứ cái đó nó cầm xa xa nó bắn thôi ha, đâu thấy gì đâu, là cũng tổn thương mình, quay quay lại rách áo hay trái áo gì đó là cũng đó. Rồi còn đó, đối với bệnh nhân thì ở trên cái cơ thể bệnh nhân thì vẫn có những cái tai biến biến chứng của cái chuyện phẫu thuật thủ thuật đó, và những cái tai biến của cái vấn đề mà mình phẫu thuật viên mình nếu thiếu kinh nghiệm thì sẽ gây lên tai biến chứng trầm trọng cho cả mình và bệnh nhân. Nhưng nếu mà chúng ta làm đúng làm đủ thì những cái tai biến như chảy máu, nhiễm trùng hay những cái mà đau đớn hoặc là phục hồi sau phẫu thuật thì nó sẽ tốt hơn so với cái chuyện mình dùng dao điện. Đó, và kể cái chuyện chảy máu ở trong lúc mình làm thủ thuật cũng tốt hơn so với mình làm dao lòng. Tuy nhiên mọi chuyện thì phải hết sức cẩn thận, vì vậy khi nó phải liên quan đến huấn luyện nè, liên quan đến sự mà hết sức cẩn trọng trong cái quá trình sử dụng nè, rồi liên quan đến việc phải có chuẩn bị hút khói nè, chuẩn bị phòng chuyên cho laser, vì vậy mà cái laser nó chưa được ứng dụng một cách thiệt là rộng rãi trong cái vấn đề điều trị của tử cung. Tuy nhiên thì những cái ưu điểm của nó chúng ta không thể từ chối từ được. Rồi bài trình bày của Ái nó là đến đây là chấm dứt, thì rất là cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị, các em đồng nghiệp cũng như là các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi cho đến cái phút cuối cùng. Và đây là hình của ông Einstein, một cái tư thế biểu cảm rất là hài hước, và là người đã mang đến cho thế giới chúng ta ngày hôm nay một cái công cụ vô cùng hữu hiệu, không chỉ ứng dụng trong y học mà là ứng dụng trong tất cả những cái lĩnh vực y sinh học, xã hội, đời sống cũng như quân sự. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn bài báo cáo rất là hay và bổ ích của bác sĩ Thúy Ái. Và để hiểu rõ hơn vấn đề này, xin mời quý đơn vị sẽ đặt câu hỏi cho báo cáo viên ạ. Và sau đây em cũng xin mời bác sĩ Thu Hiền và bác sĩ Thúy Ái sẽ điều khiển cho buổi thảo luận. Em xin mời. Cảm ơn bác sĩ Thúy Ái đã có một cái bài rất là hay và mới trong cái lĩnh vực phụ khoa của chúng ta về laser. Và cũng rất là tiếc là hôm nay theo lẽ là chúng ta sẽ có một cái tham luận thêm trong cái lĩnh vực thẩm mỹ, nhưng mà cũng xin phép là bệnh viện Từ Dũ sẽ để dành lại cho một cái buổi seminar khác về chuyên về cái đó hơn, để cho các anh chị sẽ tiếp cận dễ dàng hơn. Thì trong cái không biết là Vùng Giang có thấy ở trong cái hộp đăng ký là có cái câu hỏi nào không ạ? Dạ, trước khi buổi tập huấn diễn ra thì có một câu hỏi của bác sĩ Tiết Văn ở CDC Tiền Giang có hỏi, câu hỏi là những bệnh lý phụ khoa nào được chỉ định điều trị laser và theo dõi điều trị bằng phương pháp này như thế nào? Thì không biết là sau cái bài báo cáo của bác sĩ Thúy Ái thì cái bác sĩ Tiết Văn còn thắc mắc về câu hỏi của mình nữa không ạ? Xin mời bác sĩ Tiết Văn ở CDC Tiền Giang ạ.
hỏi. Chắc chị Tuyết Vân đã đặt cái câu hỏi trước khi mà giờ bài báo cáo diễn ra, cho nên trong bài báo cáo ấy cũng rất là rõ rồi. Hôm nay xin mời chị Tuyết Vân ạ. Chị có muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Hôm qua bài báo cáo trình bày của bác đó nghe bài của cô Thúy Ái. Dạ, sau khi nghe bài giảng của cô Thúy Ái rồi thì cái câu hỏi của em đặt ra trước thì em đã hiểu rồi cô ạ. Dạ, em không cần hỏi thêm ạ. Cảm ơn chị Vân. Vậy mình các quý anh chị ở các đầu cầu á, có thắc mắc gì thêm trong cái vấn đề mà chúng ta có thể sử dụng được cái laser này trong cái điều trị của quý anh chị không ạ? À? Làm nữa thì bắt mình đặt câu hỏi đó. Xin mời các anh chị ở các đầu cầu chúng ta có thể mở mic lên để chúng ta trao đổi với lại bác sĩ báo cáo viên và bác sĩ Thúy Ái. Hiện tại thì ở cái bên bên của bên YouTube á thì mình cũng không có thấy câu hỏi của các anh chị đặt, bởi vì đa số bên đó là của nhân viên của bệnh viện Từ Dũ. Alo. Dạ. Mời chị. Dạ, em xin chào bác Ái, cũng xin chào tất cả anh chị. Thì em cũng xin có ý kiến chỗ này. Ở bệnh viện Sản Nhi tụi em thì có cái máy laser CO2. Rồi nhưng mà tụi em thì chưa có cái chứng chỉ mà để học cái lớp đó, thì tụi em cũng xin hỏi là cái này mình đào tạo thì tụi em sẽ liên hệ để học như thế nào để có cái chứng chỉ đó để tụi em làm phần này. Em xin hết. Tại thật ra đào tạo về laser để mà có cái chứng chỉ thì hiện tại bây giờ là chỉ có đào tạo ở về laser ở thẩm mỹ thôi, ở Gia Liễu thôi, họ có đăng ký cái đào tạo một cách chính thống laser. Thì đối với các bác làm ở đây thì cũng chỉ có một số bác thì tình cờ có một cái khóa đào tạo chắc cách đây cũng 2-3 năm rồi của bên cái hội phụ sản mà liên kết với là trung tâm laser của thành phố Hồ Chí Minh á, của hệ thống laser quốc gia đó, họ có mở một cái lớp tập huấn chắc cũng vào trong vòng 2-3 tuần á, có cả thực hành luôn. Thì một số bác cũng có được tham gia cái lớp học này rồi thì có cái giấy chứng nhận, thì hiện tại bây giờ có thể hoạt động được trong cái lĩnh vực laser. Thì nếu mà các anh chị muốn mà có gọi là giấy chứng nhận để các anh chị học được, để được mà gọi là cấp phép để mình sử dụng cái tia laser đó, thì anh nghĩ là chỉ có cái lớp bên Gia Liễu là họ đang có chính thống thôi. Còn cái lớp mà liên kết để mà đào tạo hình như chỉ có 1-2 lớp gì là họ đã kết thúc, họ không có đào tạo nữa. Thành ra muốn mà đào tạo chính thống thì hiện tại bây giờ bệnh viện đang Từ Dũ cũng là đang làm đề xuất để triển khai, nó đã có demo rồi, nhưng mà cái triển khai để mà đào tạo một cách chính thống cho các quý anh chị cái kỹ thuật này, thì nếu đợi Từ Dũ thì sẽ theo thời gian chắc chắn cũng sẽ có trong một khoảng thời gian gần sắp tới. Tuy nhiên là các anh chị muốn là có máy rồi muốn làm liền ha, tại vì có một số nơi họ có thẩm mỹ nữa, cho nên máy thẩm mỹ làm được cái chuyện ở dưới này luôn. Thì các quý anh chị có thể liên hệ với bệnh viện Gia Liễu để mà học cái khóa laser trong cái điều trị thẩm mỹ Gia Liễu, thì được mình được sử dụng tia laser và mình biết được cái cách thức để mình dùng. Còn nếu mà tự tin hay không tự tin đó, thì khi mà Từ Dũ triển khai đó, mình có thể tham gia cái khóa học ở tại Từ Dũ để mà chúng ta có thể hoàn thiện hơn cái kỹ thuật dùng trong cổ tử cung. Dạ, cái này thì tiếp lời của bác sĩ Thúy Ái thì chắc là bác sĩ Yến ở bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng đúng không ạ? Cái này thì chúng ta còn phải có một cái quy định nữa về policy bắt buộc là các chị phải xin danh mục kỹ thuật của Sở Y tế. Và hiện tại thì bệnh viện Từ Dũ cũng mới vừa được cấp cái danh mục này trong cái điều trị của laser trong thẩm mỹ. Và cái còn cái bệnh lý phụ khoa thì là một kỹ thuật trong các kỹ thuật, ví dụ như là mình làm bằng vòng, bằng dao gì đó, thì đó là một kỹ thuật là đã được công nhận lâu rồi, thì là một cái hình thức khác của cái chuyện mà mình xử lý các cái tổn thương. Như bác sĩ Thúy Ái vừa nói thì các anh chị cũng lưu ý dùm cái đó ha. Và khi mình có máy thì rất là thuận lợi rồi,
Thì chắc là tương lai á, tương lai thì không biết là cái hiện tại thì Từ Vũ là chưa có đào tạo. Còn nếu các anh chị có học thì trước tiên là mình phải có danh mục kỹ thuật của bệnh viện, và chúng ta có thể phối hợp với lại khoa da liễu, nếu là bệnh viện đa khoa thì thuận lợi hơn. Còn nếu như bệnh viện sản nhi giống như Từ Vũ thì cái đó mình phải học và được cấp chứng chỉ thì mình mới thực hiện được. Dạ, vậy thế chị ha. Dạ chị. Dạ, cảm ơn cô. Trong hộp chat có một câu hỏi của sĩ gái. À, kính thưa cô, cho hỏi là điều trị màu gà điều chỉnh độ sâu của dao như thế nào, và nếu bệnh nhân có quá nhiều màu gà thì chúng ta có làm một lần hay không, hay làm nhiều lần? Xin cảm ơn. À, bác sĩ Đinh Tấn Tài của bệnh viện gì đây, tâm trí. Dạ. Yeah. Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Tấn Tài như thế này nhé. Về cái mồng gà hay còn gọi là condylom á, thì chúng ta biết xưa giờ đó nó thuộc lĩnh vực của da liễu, nó không phải là của bên sản phụ khoa. Tuy nhiên ngày càng nhiều chúng ta thấy rằng những cái bệnh lý mà mồng gà đó đến với chúng ta ngày càng nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta khi làm tầm soát ung thư cổ tử cung đó quý vị, thì chúng ta sẽ ra cái test nó bất thường ở mức độ là thường là low siêu, cũng có thể là cái báp bất thường ở mức độ low siêu hoặc ascites. Đó, HPV có thể có dương tính hoặc âm tính tùy. Và một số nơi nếu chúng ta định vị từng tiếp HPV thì nó rơi ra vào tiếp 6 và 11. Thì khi đó chúng ta cũng gọi là dương, nhưng mà dương với tiếp nguy cơ thấp. Đó, thì bệnh nhân cũng lo lắng. Và đến đâu? Đến được cơ sở đáng tin cậy như ở Từ Vũ hoặc những bệnh viện phụ sản tuyến tỉnh của các quý anh chị đang làm việc. Đó, thì chúng ta lại phát hiện ra cái chuyện màu gà của họ. Thì cái màu gà nó phải là nó chỉ xuất hiện hay ở ngoài đâu mình nhìn thấy được và mình cứ chuyển da liễu hết, mà đôi khi nó nằm bên trong. Nằm bên trong thì ở đâu? Ở cổ tử cung cũng có, âm đạo cũng có ha, rồi ra ngoài phía âm hộ, ngoài âm hộ bên trong mép môi nhỏ, vùng quanh lỗ tiểu, hoặc là ở cái vùng ở vùng hội âm cũng có. Vậy thì tình huống của bạn Tấn Tài nó sẽ có hai tình huống như thế này. Một là nó chỉ khu trú ở một vùng nào đó thôi, ví dụ như là nó chỉ ở cổ tử cung ha. À, hoặc là những cái đốm ở trên âm đạo, hoặc là một số ở phía ngoài, thì chúng ta nếu những cái sang thương đó chúng ta nhắm, chúng ta khu trú được nó ở mức độ sang thương là nó chỉ ở những cái vị trí mà chúng ta thấy được với tới được thôi, thì chúng ta có thể điều trị laser hiệu quả. Laser hiệu quả, chúng ta đốt những cái vùng đó, sau đó chúng ta cho đánh giá lại một tháng sau sạch kinh những vùng đó sạch chưa. Nếu chưa sạch chúng ta hủy những cái sang thương một lần nữa cho nó hết những cái sang thương mình đã nhìn thấy và quản lý được. Nếu còn nếu tình huống thứ hai bạn đặt ra là quá nhiều ha, đầy hết trơn, rồi ở cổ cung cũng nùi, âm đạo cũng chi chít hết, ở ngoài cũng lồi lùi xùi tùm lum, thì quý anh chị phải nghĩ đến là chúng ta nên đổi cái phương pháp khác. Nó có những phương pháp mà đa phần bên da liễu hay lựa chọn là phun xịt thuốc á anh chị, dichloracetic á ha, nó hơi rác, nó làm cho cái sang thương nó rụng đi, và phải đến đi lại rất là nhiều lần, thường là mỗi tuần một lần để mà phun xịt thuốc này cho nó rụng đi. Và như vậy thì khi người ta xịn sao? Ta xịt mù, tức là chỉ mở một dịch ra và bắt đầu xịt thuốc vô trong cổ tử cung âm đạo ha, hoặc là ở ngoài thì chúng ta sẽ bôi thuốc lên những cái vùng đó và nó sẽ rụng bằng cơ chế nó làm hoại tử ha, gọi là quá chất các anh chị, làm cho hư cái mạch máu ha, hoại tử cái chỗ đó, bong tróc ra và nó khá là rác ha, khá là rác. Còn nếu chúng ta chung thủy với cái chuyện laser này để điều trị cho cái quá nhiều màu gà này, chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần, và nếu phía ngoài chúng ta phải gây tê nó khá là phức tạp. À, còn nếu phía trong thì chúng ta đốt xong rồi có thể tháng sau nó tiếp tục nó lây qua lây lại nữa đó, cho nên chúng ta sẽ bị kéo dài cái thời gian cho bệnh nhân ra một cách không cần thiết. Và đặc biệt nữa là chúng ta phải thấy mà cái trường hợp mà quá nhiều như vậy, ngoài cái chuyện khai thác những cái nguy cơ bệnh nhân sẵn có hay những cái nguy cơ mà làm cho tăng lên cái tần suất mà giao hợp nguy cơ của cái bà này, thì chúng ta phải xem coi bệnh nhân này có suy giảm miễn dịch hay không. Quan trọng là các anh chị, đặc biệt là suy giảm miễn dịch do bệnh lý HIV, suy giảm miễn dịch do dùng thuốc corticoid kéo dài trong những bệnh lý như hội chứng thận hư, như viêm khớp mãn tính, đó cũng làm rất là dễ bùng phát cái chuyện màu gà. Thì các anh chị phải khai thác nha, phải khai thác trước khi các anh chị điều trị, nếu không là ôm bả hoài không hết, rồi cuối cùng người ta tốn tiền cái chuyện laser rồi người ta phải đi qua da liễu phun thuốc là không cần thiết. Nhưng nếu sang thương mà chúng ta phát hiện ra khu trú chỉ ở đó rồi, chỗ khác không có, thì chúng ta điều trị laser hiệu quả. Dạ, và với câu trả lời đó thì bác sĩ Tấn Tài có thắc mắc gì thêm không ạ? Dạ, được rồi, cảm ơn cô ạ, rõ nè.
Dạ, câu hỏi của bác sĩ Tấn Tài cũng là một cái thực tế lâm sàng mà thường gặp. Thì vừa rồi chúng tôi ở phòng khám bệnh viện Từ Dũ cũng gặp một bệnh nhân quay lại với trường hợp ở gửi vào bệnh viện Gia Liễu, bệnh viện khác gửi cho bệnh viện Gia Liễu và chỉ có sử dụng đốt ở ngoài thôi, cho các cái mụn gà ở ngoài và còn một cái tổn thương cái sùi mụn gà ở trong cổ tử cung, và cô đó lại được giới thiệu quay trở lại bệnh viện Từ Dũ. Thì giống như